Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn phóng sự những dấu ấn của Công an tỉnh Đắk Lắk trong năm 2020. Bây giờ mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2020, mặc dù có rất nhiều nguy cơ và yếu tố tiềm ẩn phức tạp, dễ phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, cả hệ thống chính trị chung sức vào cuộc, lực lượng công an đi đầu chủ công làm nòng cốt, nên tình hình an ninh trật tự tiếp tục được bảo đảm ổn định, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông được kiềm giảm. Các đường dây ma túy lớn đánh bạc qua mạng Internet với quy mô liên tỉnh phức tạp, các vi phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường và xâm hại rừng được lực lượng công an chủ động phát hiện, triệt xóa. Nhiều chiến công xuất sắc được lập, nhiều công trình mô hình phần việc thi đua sáng tạo đột phá hiệu quả được Bộ Công an đánh giá rất cao và nhân dân gửi thư khen ngợi, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc. Đó là những gam màu sáng của bức tranh an ninh trật tự và những dấu ấn đáng nhớ của lực lượng công an Đắk Lắk trong năm 2020 vừa qua. Trong năm 2020, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bám sát phương châm hành động, chủ động nêu gương, kỷ cương trách nhiệm hiệu quả của toàn lực lượng công an nhân dân để đề ra khẩu hiệu hành động Công an tỉnh Đắk Lắk sâu sát cơ sở, chủ động, sáng tạo, nêu gương, kỷ cương trách nhiệm hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chỉnh đốn các tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk trong sạch vững mạnh, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Bộ Công an và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020 đã có nhiều đổi mới. Các đơn vị công an trong tỉnh đã đăng ký duy trì xây dựng 80 công trình phần việc thi đua và 279 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Với rất nhiều công trình, mô hình mới, cách làm sáng tạo đã góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu, thực hiện đạt và vượt 64 trên 70 chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao trong năm 2020, chiếm 91,43%. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, không để xảy ra đột biến bất ngờ khủng bố phá hoại, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động phun rô, ngăn chặn kiểm soát tình trạng người dân tộc thiểu số tại chỗ vượt biên, tiếp tục giữ vững an ninh biên giới, an ninh buôn làng và an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, tôn giáo, dân tộc, kinh tế, an ninh nông thôn. Trong đó đã phối hợp tuần tra phát hiện, xử lý 40 trường hợp vi phạm quy chế biên giới, chủ động phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa 80 lượt đối tượng liên quan đến hoạt động phun rô và nhiều vụ việc đối tượng có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh chính trị. Trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bám sát khẩu hiệu hành động, lực lượng công an các cấp luôn chú trọng phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và kiềm giảm các vi phạm pháp luật. Đã tổ chức hơn 1.600 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút trên 309.000 lượt người tham gia, duy trì 165 mô hình quân chúng tự quản về an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2020, Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt triển khai mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, với mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình, được thực hiện hiệu quả trên quy mô toàn tỉnh. Đến nay, các đơn vị công an trong tỉnh đã đăng ký xác thực 228 trang Zalo an ninh trật tự
với hơn 142.600 lượt người quan tâm, theo dõi và thành lập 1.130 nhóm Zalo thôn, buôn, tổ dân phố, đăng tải chia sẻ trên 15.500 bài viết, thu hút hơn 6,5 triệu lượt xem. Qua đó, lực lượng công an trong tỉnh đã trả lời hướng dẫn cho công dân qua Zalo trên 7.200 lượt câu hỏi liên quan đến các thủ tục hành chính và xử lý nhanh hơn 700 tin báo liên quan đến an ninh trật tự. Kịp thời ngăn chặn hàng chục nhóm với hàng trăm đối tượng dùng dao, rựa, mã tấu tụ tập chuẩn bị hỗn chiến, đua xe. Mô hình có tính sáng tạo đột phá này không chỉ làm thay đổi căn bản về hình thức phát động, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn góp phần rất nhanh nhạy trong cải cách hành chính, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong thời đại Internet, công nghệ thông tin và mạng xã hội bùng nổ hiện nay. Từ hiệu quả của mô hình này, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị đánh giá rất cao và chỉ đạo hoàn thiện, phát triển để nhân rộng trong phạm vi toàn quốc. Về mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình tại tỉnh Đắk Lắk, đây là một chủ đề có nội dung, nội hàm về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với hình thức là sử dụng Zalo để trao đổi, cung cấp thông tin, định hướng dư luận và tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và cải cách thủ tục hành chính về an ninh trật tự. Được đánh giá là hiệu quả, hoạt động bài bản, thể hiện ngay từ khâu ý tưởng, đặc biệt là được cấp ủy chính quyền ghi nhận, nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia. Một trong những mặt công tác nổi bật năm qua của Công an tỉnh Đắk Lắk, đó là công tác cải cách hành chính với nhiều đổi mới căn bản, mạnh mẽ theo hướng phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là năm thứ ba liên tục Công an Đắk Lắk được Bộ Công an xếp loại xuất sắc về chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ 5 trong lực lượng công an toàn quốc. Trong năm 2020, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tích cực triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đồng loạt trên toàn tỉnh. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, lực lượng công an đã xác định tổng số có 2.133.908 người đang cư trú. Tổng số phiếu thông tin về dân cư đã thu nhập được là 2.120.031, đã phối hợp với Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội của Bộ Công an, tổ chức quét nhập được 2.120.031 phiếu để số hóa dữ liệu. Thực hiện kế hoạch 105 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tuyên truyền vận động thu gom 1.180 khẩu súng tự chế, 35 súng quân dụng, 1.160 viên đạn, 288 vũ khí thô sơ và trên 1.000 công cụ hỗ trợ các loại. Qua đó đã khởi tố hình sự 29 vụ với 36 đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ với số lượng lớn. Những hoạt động phòng ngừa căn bản đó đã góp phần kiềm giảm các vụ việc phức tạp xảy ra liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy cũng được Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt thực hiện. Đến nay đã lựa chọn hơn 1.200 cán bộ sĩ quan cử tham gia 12 lớp tập huấn nghiệp vụ và điều động 860 công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 152 trên 152 xã trên địa bàn tỉnh, góp phần kiềm giảm vi phạm pháp luật và tạo sự chuyển biến rất tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ buôn, thôn. Để nâng cao chất lượng hoạt động của công an cơ sở, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức biên tập, xây dựng, in ấn, cấp phát gần 1.300 cuốn sổ tay công tác của lực lượng công an xã, phường, thị trấn cho các cán bộ công an xã, phường, thị trấn làm cẩm nang trong công tác, xử lý tình huống hàng ngày. Hội thi Công an xã, phường, thị trấn tìm hiểu kiến thức chính trị, pháp luật và nghiệp vụ năm 2020 từ cấp cơ sở đến cấp công an tỉnh cũng được tổ chức. Đây là dịp để lực lượng công an xã, phường, thị trấn ôn luyện, học hỏi nhau nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và những kỹ năng xử lý các tình huống an ninh trật tự hàng ngày nơi cơ sở.
Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2020, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã xác minh giải quyết 2.229 trên 2.452 tin báo tố giác tội phạm, tỷ lệ bằng 90,9%, gọi hỏi giáo dục răn đe hơn 7.280 lượt đối tượng hình sự, triển khai quyết liệt hai đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức hơn 3.800 với trên 36.100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Lực lượng cảnh sát trong tỉnh đã điều tra làm rõ 954 trên 1.031 vụ án xâm phạm trật tự xã hội mới xảy ra, tỷ lệ bằng 92,5%. Bắt xử lý 2.092 đối tượng, hoàn thành điều tra tổng số 1.443 trên 1.745 vụ án với 2.904 trên 3.616 bị can, tỷ lệ bằng 82,7%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã khám phá 116 trên 118 vụ, bằng 98,3%, đấu tranh khám phá thành công 42 chuyên án, triệt xóa làm tan rã 13 nhóm tín dụng đen với 75 đối tượng, 4 cơ sở kinh doanh và 17 đối tượng hoạt động đơn lẻ, khởi tố 9 vụ với 25 đối tượng tín dụng đen về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đã phát hiện bắt 281 vụ ma túy với 385 đối tượng, triệt xóa 18 tụ điểm phức tạp về ma túy, nhiều hơn 53 vụ so với năm 2019. Tang vật thu giữ hơn 206 kg ma túy các loại. Trong đó đã phát hiện bắt gọn vụ vận chuyển 200 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 868 trường hợp và đưa 332 người nghiện ma túy vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc, góp phần làm giảm các vụ án hình sự do người nghiện ma túy gây ra. Tập trung đấu tranh triệt xóa 358 tụ điểm đánh bạc với 1.872 đối tượng, tạm giữ 7 tỷ đồng và 41 tụ điểm mại dâm. Trong đó đã triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet tinh vi, liên tỉnh, quy mô giao dịch đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Đã bắt vận động đầu thú 91 đối tượng truy nã, trong đó có 39 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, góp phần kéo giảm 11,1% số đối tượng truy nã so với đầu kỳ. Qua điều tra khám phá các chuyên án vụ án, đã thu giữ tang vật tổng trị giá hơn 4,8 tỷ đồng. Những kết quả đó đã góp phần kéo giảm 6,5% số vụ án xâm phạm về trật tự xã hội so với năm 2019. Việc triển khai 100% công an xã chính quy xuống xã thì Đắk Lắk cũng là một trong những cái tỉnh các đồng chí rất là chủ động và triển khai cũng rất là sớm. Về công tác phòng chống tội phạm thì các đồng chí đã triển khai quyết liệt. Các đồng chí đã bóc gỡ được các cái ổ nhóm tội phạm tín dụng đen, kể cả đối với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế và tệ nạn xã hội. Công tác vận động và thu hồi vũ khí vật liệu nổ thì ở Đắk Lắk cũng là một trong những đơn vị là làm có hiệu quả. Trong năm 2020, các vụ việc vi phạm về kinh tế, tham nhũng, phá rừng và xâm hại môi trường đã được lực lượng công an trên địa bàn tỉnh chủ động phát hiện, xử lý nhiều hơn năm 2019. Trong đó có 554 vụ kinh tế buôn lậu tham nhũng với 557 đối tượng, nhiều hơn 103 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Qua đó đã khởi tố 28 vụ, xử lý hành chính 261 vụ kinh tế và chuyển các ngành khác xử lý theo thẩm quyền 265 vụ. Trong đó đã tập trung điều tra 10 vụ án tham nhũng với 28 bị can. Đặc biệt dư luận rất đồng tình ủng hộ tin tưởng trước sự vào cuộc quyết liệt theo đuổi đến cùng của Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ bắt xử lý nghiêm minh 12 bị can, nguyên là cán bộ lãnh đạo trong ngành y tế của tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vụ án sai phạm rất nghiêm trọng trong quá trình thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuốc chữa bệnh, gây bức xúc dư luận trong một thời gian dài. Trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống phá rừng, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động phát hiện xử lý 485 vụ với 556 cá nhân tổ chức vi phạm, nhiều hơn 28 vụ so với năm trước. Trong đó đã khởi tố 10 vụ, xử lý hành chính 458 vụ,
Điển hình là vụ khai thác 15.952 mét khối cát trái phép ở huyện EK và nhiều vụ phá rừng quy mô lớn phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cán bộ địa phương và lãnh đạo công ty lâm nghiệp cũng được phát hiện, điều tra, bắt xử lý. Điển hình là tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh trong một năm ròng rã đã kiên trì mở rộng điều tra làm rõ, bắt một nhóm lâm tặc cùng 8 cán bộ lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp EK do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Từ giám đốc đến nhiều cán bộ, nhân viên phân trường của công ty này đã để xảy ra tình trạng phá rừng tràn lan trong nhiều năm, gây thiệt hại về trữ lượng gỗ hơn 29.000 mét khối các loại trên các lâm phần do mình quản lý bảo vệ. Kết quả điều tra khám phá vụ việc này đã củng cố thêm niềm tin của dư luận, sự đồng thuận của nhân dân vào Công an tỉnh Đắk Lắk trong cuộc chiến bảo vệ rừng. Đảng ủy Công an tỉnh chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, kịp thời phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc phòng và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tình hình tội phạm được kiềm giảm. Bên cạnh những hoạt động chính trị, nghiệp vụ, công tác chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự, trong năm qua, lực lượng Công an Đắk Lắk cũng đã góp phần cùng toàn xã hội lan tỏa nhiều hoạt động nhân văn, tình nghĩa. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị vừa tham gia đóng góp vật dụng, tiền lương, vừa tích cực kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân, bệnh viện, phòng khám tư nhân, các nhà hảo tâm, hội từ thiện hỗ trợ vật chất cùng phối hợp tổ chức hàng trăm đợt hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng. Kể cả thứ Bảy, Chủ nhật cũng đến các buôn làng, thôn xã, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, biên giới, vùng bị thiên tai trong ngoài tỉnh để tổ chức lao động giúp dân tu sửa đường xá, khơi thông kênh mương thủy lợi, dọn vệ sinh môi trường với hàng ngàn ngày công. Giao lưu thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, sửa chữa xây dựng những công trình, nhà tình nghĩa cho các hộ đặc biệt khó khăn và lớp học tình thương cho học sinh nghèo với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Với những kết quả xuất sắc đã đạt được, năm 2020, toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 320 lượt tập thể, trên 1.260 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước đã tặng huân chương quân công hạng nhì cho một cá nhân, huân chương bảo vệ an ninh tổ quốc hạng 2, 3 cho 3 tập thể cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 8 tập thể cá nhân. Bộ Công an tặng 195 bằng khen, 4 thư khen, thưởng nóng cho 12 lượt tập thể. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 166 bằng khen. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2020, có 5 tập thể cấp phòng, Công an huyện, thành phố được Bộ Công an tặng cờ thi đua và Công an tỉnh Đắk Lắk vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, trong năm qua, các cơ quan đơn vị, tổ chức và nhân dân trong, ngoài tỉnh đã gửi hơn 70 thư khen ngợi, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với rất nhiều tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Lắk. Và đó chính là niềm vui, là điều có ý nghĩa nhất để mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong tỉnh tiếp tục thi đua cống hiến, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng ở đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập vào kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn hoặc trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.